cho mình quốc tịch đó đi, thấy không? Cái đó ơn rồi tài chứng minh bằng những cái visa hoặc là có hộ chiếu đi nước ngoài, cho không cho khỏi không có chứng minh gì chứ, đi cho anh ta mà rồi chứng minh giờ không có, giờ làm có lại đây đi đi. Có mà mấy đứa con không nói với ông không mà? Nhiều người hỏi kỳ lắm. Thì anh này hỏi xây chùa, ông chạy giấy phép xây chùa trước cái ngày nó lấy gì chạy, giờ chuyển tiền đi, thầy chạy liền. Hỏi có khó cho miễn. Thầy cái câu nó khó quá rồi. Thì nói ông, thầy cho ông được không? Đủ rồi, xong hết, trả nợ hết. Mà yêu thầy miếng đéo trả. Có hết tin này ta trả nợ người. Chơi xong, con nói chuyện dễ quá. Con đó Kiều nói thầy có bóng mặt tiến sĩ đó, thầy đưa bóng mặt tiến sĩ ra cho ông xem. Chứ đang học thì đóng tiền trường nữa, học không đóng tiền trường mà bằng thì lấy cho coi. ngon. Thì tối ngày thằng nói sốc không à. Con nợ môn chưa lấy. Chưa lấy môn lấy và đóng tiền đi. Không có, thầy học dự khính. Bây giờ đóng tiền họ mới lấy bằng. Không đóng tiền là không trả bằng. Thì chú Việt Kiều này chú rất là giàu ở bên Đức. Chú nói nếu như mà thầy chứng minh được mấy điều đó thì chú sẽ cho thầy 2 chiếc ô tô. Thôi thôi, tôi không thèm. Tôi khu rồi, tôi không có gì chứng minh. Giấy tờ cũng có ở mà. Nói giờ nè, thầy đóng trường nào đưa biền lai, đóng trường đó là còn trực tiếp đóng tiền trường á. Thầy thì dẫn lại được, cái đó chứng minh được. Đóng tiền trường vô cái có biền lai liền. Còn thầy đóng tiền lấy bằng luôn nữa cũng được. Thẩm lên chùa thầy còn mời được bữa cơm nay hết được cái gì. Đưa bằng trước, rồi lấy lại rồi chừng nào mà học xong lấy tiền lấy bằng. Không, anh ra trước luôn. Thì chú này nói như vậy thì em truyền đạt lại ý kiến cho thầy. Thôi, thôi thua đi. Thôi, đòi hỏi cái chuyện mà không có. Giờ là hiệu trưởng à. Ai trường này ai thành lập? Ông chứng minh cái thành lập này, ai công nhận ông là cái trường đại học. ông trả cái nguồn gốc rồi hầu bổ nhiệm là ai bổ nhiệm, ông giấy bổ nhiệm cho tôi coi đi. Bây giờ Tàng nó dụ mình phải không? Nè, thầy nói chiêu, đặng mình copy lên, nó copy cái dữ liệu và cái bằng mình, nó làm bằng giả. Hiểu không? Cái giấy giấy phép gì cũng ở đâu, bổ nhiệm cứ có giấy quyết định sẵn y chang vậy. Cái copy qua sửa. Ừ, nhiều người bị dễ bị dụ. Vậy hai chiếc ô tô này là nói chắc chắn luôn, anh Việt kia là nói chắc chắn luôn. Thì có người nào nói không chắc đâu, người nào cũng nói chắc dữ lắm. Nổ tới nóc nhà luôn. Bây giờ thầy dạy cho quý anh em tới năm nay đi chúc Tết cho nó hay rồi nè. Đó. Bây giờ dạy cho quý anh em cho mấy Phật tử đi chúc Tết năm nay cho nó hay nè, là chúc Tết sao cho nó hay nè. Hiện giờ đi kiếm những cái câu chúc Tết nào hay đi. Không, phải thầy học một lòng trong vậy 15 phút đi. Còn mấy thầy cầm đọc giống như nít. Không cuộc lòng giờ mình trả bài dùm sách, quay bài coi có sách không cho mình định nó mượn nặng không không. Không ra quấy nhà sách có cái 100 câu hoặc 50 cái câu hơ chút Tết á, có những câu hay á. Thầy đến bây giờ là thầy biết được mấy thứ tiếng thầy. Thôi đừng dụ nữa. Không, em hỏi thiệt đó. Không, giờ biết cũng không được gì, biết cũng có tiền mà không rồi, biết cũng có tiền. Vừa rồi thầy nói là thầy biết được mười mấy thứ tiếng nước ngoài luôn à? Thôi tôi biết tiếng Việt à. Người Việt chỉ biết tiếng Việt. Nói tiếng Việt tụt miếu đó con nói còn rành nữa nè. Chữ T với chữ H của nó còn được nữa nè. Ở mà tiếng nước ngoài người mệt. Nhiều cái chữ tiếng Việt nói còn không được nữa nè. Đánh vần không ra nữa nè. Chữ gì T thầy đánh vần không được? T với H. Tài đào lưỡi. Thôi đừng quay gì hết trơn á, để ba coi. Đừng chọc nó không có chữ mà. Rồi thầy ra cái nó quay thầy chữ, con chữ mẹ nó ngon. Vậy là thầy không ăn ớt á, thầy ăn ớt rồi thầy nói đánh bằng có được. Thầy thấy viên chim không? Làm gì cưỡng à, ăn ớt. Thầy thích con nhộng không? Xé lưỡi nó. Ăn ớt lột lưỡi thì mới nói được. Anh bán rẻ chút hồi ra đường hết rồi. Bữa đúng lần rồi mà. Thầy đó. Bữa nay làm mai thì lo làm mai đi, ngồi nó hoài. Tina, có anh lì xì em nè. Dạ, cảm ơn anh, em mừng tuổi anh. Chúc anh năm mới vì yêu nhau chỉ có hoa này qua của chùa mà, đâu phải chính mình trao đâu. Chính của chùa nó mới tắm á. Tình thầy trò kêu sơn. Hạnh phúc còn cái bông của tôi. Bỏ tiền mua không nổi. Có 150.000 không? Có 1 kg bông mai luôn mà không chịu mua không á. Nè bà định, anh lì xì nè. Thôi. Em cứ lấy đi này của chùa.
sáng Phật tử nào đêm mai tới nhiều thầy? Gỡ Nam Mô, Nam với Tina. Bộ tiền quá trời luôn á thầy ơi. Chứ hôm nay nó lên 140 ký rồi. Gỡ mua giùm và ủng hộ mới được nhiều. À, thầy gỡ mua đưa có hình như 500. Rồi, sáng lấy có 200 ngàn tiền xe đi lên cũng than quá chứ phải ấu lợi quá. Chứ mày nghĩ rồi anh Ro anh làm mấy bản tùm lum tiền anh chứ. Giờ thầy trả, thầy chịu làm thầy trả anh phải lấy. Mày lấy có 200 mà mày. Lấy nhiều đâu đó. Lấy lỗ luôn. Lấy có cái đó cả triệu luôn. Bữa giờ mà thầy nói thầy giàu lắm là sao thầy có chi ra. Trời thấy tiền sáng nhiều lắm. Tiền nhiều. Em nghe tiền phải có đồng ra đồng vô với thầy. Thầy Việt Kiều nói hai chiếc xe ngon quá. Thôi. Thầy ông đó, anh Việt Kiều đó là anh là chủ cái quý vị đưa nhiều rồi. Tôi sợ nó hai trúng thôi mà. Bữa ra điều kiện nhỏ nhỏ hay ớn là thầy sản hồng. Ớn. Giờ nói thầy trình bóng là tiến sĩ ra. Thầy ở đâu ra, đang học kỳ chưa đóng tiền kìa. Vậy là rút cuộc chưa có bằng tiến sĩ. Thì chưa có bằng nào hết à. Đang nợ môn có đóng. Cho giờ đó tóm gọn giờ tôi cần học liền à. Ấy là học tiến sĩ nhưng mà chưa ra bằng. Chưa thầy, có bằng. Em thạc sĩ rồi nè. Vậy thầy có bằng là thạc sĩ chưa? Không biết, giờ đóng tiền trường đi học à, giờ tôi cần học. Rồi xong học xong cần bằng chứ giờ không có nói gì học rồi học chưa. Người ta nói là một thời là mình có thể là người cõi trên. Đừng có dụ. Thầy giống như là người là tiên tri đi mưa về gió. Gớm quá. Nổ cái ớt banh xác. Quý dặn luôn, nóng lên luôn. Nó khôn nhỏ, nó vô phương. Nó cũng hổn lắm. Thầy nói chuyện rồi. Thầy đó thầy nói gì mà mặt nó đẹp trai. Lỗ mũi cao, nhưng mà khâm độc. Á, kinh khủng. Mọi chân sóc sóc kinh khủng. Đây, chùa nó bỏ pha. Cái mặt nó cỡ bình định không? Ai biết, cỡ hai đứa nó so sánh nhau nè. Ngang ngửa rồi thầy. Ác không ai ác bằng cái thằng ngồi bên cạnh thầy á. Thằng ác lắm, nó gài đồ rồi. Đúng rồi, thấy vậy chứ chưa biết giờ nào nha. Không, em là em thiệt tình nhất. Nói dạo là thiệt tình nhất luôn á. Em là em thầy biểu có sao đang dậy mà. Đừng có láo mà. Đừng có láo nữa rồi. Mình đừng có dậy thầy đi phòng. Bóp đứng thầy. Chà, bây giờ suy nghĩ đi lại ngồi đây anh lớn nhất chứ. Dạ, anh làm lớn nhất rồi. Làm phụ đi, làm cắm cây mai trong trước kìa, cái mình ra hai cây mai hoài. Đúng không? Không, nó nhỏ tuổi hơn. Ai? Vừa đập đồ tới ai, có ai nói tặng thầy gì không? Tầm tâm mèn. Còn cái xe ở bên Úc đây sao rồi? 270 triệu. Im ra luôn à? Im ra như bò kéo xe. Vậy mà gọi điện. Thôi đi xe bò chắc cứu mà không biết giờ bò để kéo hay người kéo đây nè. Gọi điện nói thầy tặng xe 270 triệu. Thì nói cho vui vậy mà. Để bữa nay em tặng thầy 1.000 đô. Rồi chờ đợi. Khi nào lấy? Thêm 2 từ nữa. Thôi đừng có nói câu nữa là thấy không hay. Con người sống sao có tình nghĩa sống. Nói xong mất tình mất nghĩa. Em đâu chưa nói gì hết mà ta nói sống nghĩ. Bên nhau hạnh phúc mà chưa gì đã chia lìa nhau gì nha. Câu nào lời nói. Năm mới nha. Năm mới nha. Chưa năm mới mà năm nay còn năm cũ mà. Cà khịa nhau đi. Ừ, sống rồi. Cà khịa nó mới vui với. Sáng giờ thầy ăn gì chưa thầy? Gì? Sáng giờ thầy ăn gì chưa? Đó, cúng dường thầy mà ăn tiêu rồi. Cúng dường cái thầy gì? Bánh nước. Bánh nước à? Còn không? Còn ông đâu lấy? Sư cô ăn rồi. Dù duyên cúng chùa có hai người mà cúng không nổi, cúng có một người vẫn kêu thầy chưa. Cúng có một bệnh à? Cúng bệnh. Còn bệnh ăn. Biết đâu thường sáng mà có người cho thầy ăn rồi đem lên rồi không ai. Cứ mua thì ăn, ta để chưa người ta ăn. Bởi vậy cúng mà anh sợ thầy ăn. Chút nữa chưa ai sợ? Chút chưa anh em mình hùng tiền lại cúng giường thấy gì ngon ngon đi mọi người. Sáng cúng giường ẩm rồi đó. Thì đó khác gì cũng khác đi. Thôi, ăn mặn nói. Nhiều không có tốt. Mua đồ chay nha. Không. Thầy, sao thầy không ăn đồ chay thầy? Em thấy ăn đồ chay nó ăn lạc trong người ghê lắm. Kìa nay có bản hiệu mới kìa. Lại bằng làm bằng Mika luôn kìa. Quay bản luôn. Bản chỗ cũng nào có quay đường không có.
đâu hết bữa làm bằng đá qua cương nó bạn mới ca in luôn chuyên nghiệp luôn mà thầy professional luôn em mốt ra trước cây bồ đề tôi nói à anh coi đi câu thầy khơ luôn. Thầy đang nhấn mạnh là anh không biết chữ đó thầy thầy nhận tất cả các loại thịt động vật từ trâu có mèo có không thầy đá thầy nó sốc là nó gài độ rồi gài độ ông ấy từ trâu chó mèo tâm tịnh dung ủa nói cái gì thầy chứ sao em nghe nói là thầy, tam tịnh dục là cũng nghe không có một Phật tử muốn mùng bốn lên gặp lên chạy cúng dường gì đó thầy nói chuyện rồi thầy cứ mời đến chùa chúc Phật tử đúng rồi rồi được cảm ơn rất nhiều luôn rồi đúng rồi rất hạnh phúc quá em thấy ngày đi sau trời ơi, anh ở hôm qua em làm chai tay luôn á mà có được có chút xíu thì em làm từ 9 giờ về tới 1 tới gần 1 giờ luôn tại vì em đang vừa làm clip thì vừa kia em sẵn em làm đúng rồi đúng rồi chính xác tay cái mà làm chai chứ giờ mấy anh không làm em phải làm phấn đấu lên không nói chứ làm công quả đúng rồi có ăn có chỗ ăn chỗ nghỉ chỗ tu có nơi tu tập có nơi thuyết pháp rồi máy bay rồi đúng rồi tình cảm bao nhiêu cũng mừng mình sống có tấm lòng là đủ rồi rồi một phần dạ vậy thì tại chỉ tới đó mùng bốn mới chị lên thì gặp thầy cái cúng dường đó thì gặp thầy luôn để chuyển qua tài khoản em mà không anh con em cũng quay chút lên nữa ba kêu ba chị nhớ tài khoản em phải gốt để phải chạy lên được giờ này mấy thanh niên giúp thầy bốn từ ba người rinh hai cái chậu vô để thầy thầy cấm mai ở ngay chỗ sân khấu lo mình cấm mai này xong rồi thầy không bên chậu giờ đông người ra hội về hết không biết người rồi không xíu lên đông nữa trời gì ở người đây thấy trả lời muốn ngọc xỉu thầy cứ thêm lên đông lắm nghe em bình chuẩn bị lên đông lắm thầy cứ yên tâm đang lên đó đang lên hả em hẹn mai hẹn mốt hôm qua thầy nhớ ông anh mà em vuốt cái bụng của nó hồi nào đã không gì thầy nhớ ông đó không chút nữa ông lên á ông nào nhớ ông nào qua đứng bên cổng nè vuốt cái bụng nó hồi nào đã đó ông nào cũng mới giờ thiệt hết thao rồi không mua nước dừa giờ thầy thèm nước dừa muốn cho thầy có giọng tốt giờ mua cho thầy chục dừa như sáng ba sáng trái dừa trưa trái dừa chiều trái dừa uống nước dừa đi ăn mặn cho nó không gọi chua rồi uống này nó cho nó khát nước nó bị dịch đau bụng uống nước ngọt vài á mai mốt mày sỏi thận cái này không ngày uống uống nước dừa đi tốt đúng rồi là trong uống nhiều uống bò hút là nó tăng lực rồi giờ uống chục trái dừa 50 trái dừa tết rồi à uống nước dừa dừa sim dừa bánh tre dừa củ chi là chỉ này chỉ gì vừa thầy nói đó nó lớn lên cứ... đụng chạm đi đụng chạm nè tôi đang cũng chi kìa nói đại đi em không nói nữa từ đầu nói ta đâu có chết ra ông thầy chùa nói ta chữ bữa thầy có nói rồi thầy chưa nói đâu mà người ta củ chi gì thầy nhưng nó ngược lại coi củ chi là gì chị chu kỳ vậy chặt lắc rồi chị cu phải chị cu không đúng rồi cái đó là Bình Định nói rồi thầy
mình đừng nào nói bắt trước thầy bữa thầy nói á. Ai đứa đứa nói đổ hở kia đi con kỳ vậy. Chưa lấy tiền của thầy được rồi về chứ anh chị giống đội lại sao? Lụm tiền của ông được rồi về chứ để giống đội lại sao? Anh ngon đó. Ủa anh làm ăn ngon. Ờ công ty quảng cáo nè, thì hai cái này là đặt quảng cáo đó bộ. Sao anh để cái hình thầy xấu như vậy? Chứ để đẹp quá người ta mê ông khổ. Cái hình thầy xấu quá là bình thường, em chụp hình này đẹp lắm. Thầy chưa đó. Vậy vậy làm đại tấm khác đi. Để hỏi tiền đi. Em bỏ tiền làm tấm đúng mà. Keo trước cây đa. Thầy giống như chỗ keo đúng không? Thầy thầy giống như được tăng đó thầy. Làm cái poster cái hình poster. Rất là nhiều yêu quái muốn muốn cướp thầy. Rồi ra cấm cấm tiếng nè giờ. giờ nè. Giờ thầy đi cấm từ từ đi. Làm đại đi. Mình đi cấm bông kìa, bông chui lụi cái cây luôn kìa. Quá thầy ơi, có con yêu quá này chết bên này. Ơi, đàn ông mà để sao? Nó cứ đòi yêu tôi nè. Nó tặng thầy. Đó, chưa. Ui da. Hai người làm gì ra trong nào ơi, tôi có làm gì đâu mà nó ra nó u da kìa. Hai người này lố. Chứ công chúng á, thấy không? Biết bao nhiêu cái máy quay kìa. Chưa mới có đụng nó cái. Kỳ ta, đàn ông thì kỳ. Thầy ngồi đây thầy thấy nóng không? Anh không có đủ độ đâu, anh Nguyên mới có cái sức làm cho thầy nóng thôi. Thầy ngồi bên em thầy có thấy rạo rực không? Cái điều này nó làm gì mà nó ngứa nó làm nó kích gì ta? Kích dê. Thôi mấy bạn định lên làm như kêu bằng gì? Bình ắc quy kích lên cho nó có cái gì kêu bằng nóng bình lên đây có điện đang khảo thầy thôi. Khổ thật sự thầy ngồi bên em thầy không có cảm giác nóng nảy trong người. Rồi giờ ta về tại không đủ nhan sắc đó. Trước khi nãy lùng quá, trước khi anh về anh ông thầy nhất là ông thầy à. Ông thầy ghét nhất là lùng mà lói lòi mà lún đó. Cái cho mình định là ngồi đây là hợp lý rồi ha. Bây giờ trước khi anh về anh chửi cho ông gẹo trong chửi cho anh về. Chửi đi. Ông em thì ông chửi tóm nhắn tin em quét rồi. Nhắn tin sao anh trả mọi người biết. Không khai nhắn anh. Tối thầy nhắn tin nhiều mình định là. Em biết. Em ơi. Nhắn tin chửi với gì. Mày đừng có lên nhà tao, chùa tao nữa. Mà anh nói hỗn hào lất xược mà đừng giống như thằng đó, thằng đó, thằng đó. Đó. Đâu lên rồi đó. Hèn chi lúc nhắn tin cho em á. Rồi cái đầu đọc tin nhắn của anh gửi mấy cái bản qua đâu có việc. Là nhắn tin với cha đẹp không có việc, rồi cuối cùng anh làm sai 3-4 tấm luôn. Hay sao sao hay chửi người nào là người đó lên thường à, mà còn cái người thầy nói cưng á rồi anh còn ác dữ nữa nha. Nó chơi mà còn nghe tới bến luôn. Anh làm cái bản là nhận thấy trùng vật từ trâu có mèo à. Ủa mà sao anh biết hay vậy anh? Từ trâu có mèo hay vậy anh? Anh tính để là trừ trâu thôi, để có mèo từ từ ra làm. Mà lúc đó để vậy ổng chịu thơm dán luôn. Trừ trâu nhưng mà có mèo. Thủ phạm là đây nè. Không phải mày, tại cái ông đánh máy ngoài Củ Chi. Biết tôi chạy ngoài đổ mồ hồn mà đợi ổng á. Trời ơi. Đánh giỏi ghê, còn giỏi hơn thầy hổm nữa đó. Không có đâu cái ông đó đánh mà có nghĩa là không trừ không cộng luôn. Cái này đánh còn có trừ rồi cậu, có luôn ha. Trừ mà còn có. Trừ trâu mà có mày. Thôi để chúng mình khách xe. Cái đó còn hiếm hóa hơn nữa. Để chúng xe khách xe chạy lên kiện ông. Ông chắc ông già rồi đó. Mấy mốt đánh uy tín đi. Đánh cho đã hơn sửa là chết luôn. Thầy nói đánh uy tín là quan trọng nhất. Đánh mà sai chính tải nhiều là lắc. Dòm là hơn hoa mắt không khí gì. Tại vì mắt mình bây giờ hai đầu rưỡi. Đánh là cực khổ thấy đường. Do là chính tả kìa. Nói thật ra bây giờ đánh là không có coi như không có bàn phím nữa. Cứ nhìn về đánh đâu không có bàn phím nữa. Nói thật ra vậy đó. Thì đó là chỉ hi hữu đồ già bằng người. Đây có người bán kính là không mua. Kính lão. Anh 40 tuổi trở lên là bắt đầu lão thị. Anh 2 đầu rưỡi rồi. Bây giờ cho điện thoại nhìn vô đâu có chữ đánh đâu. Không chữ đâu. Nó mới kiếm. Có, thầy đó, mua đi, thầy bóng đó. Có bóng kính không anh? Bóng kính đây nè. Đó, thầy đó. Còn ai là, trời kính thì gì thì phải dìm vô đi má, tém cho mày. Bóng kính, kính mà lộn. Kính mà công khai, ơi, công khai. Kính mà lộn. Nè, mới bữa nay bớt cô kia rồi, ghê. Giả bộ ông nói, bà nói cái phát cái sẵn hồn. Cô biết tin gì, thì sợ. Cô nói ngọt, ngọt hơn cô này.
Cô này là nam tính hơn. Cái ngọt nó cắt ớt. Chuyện ngọt hơn. Để mấy người đèn đường phèn mới ghê. Nhưng mà thầy phải thích những người phụ nữ ngọt chứ. Nè đi nào thấy không đó, sáng 200 ngàn còn được lì xì như thế này. Mật ngọt là chết rồi. Phải đi ra nè. Mật xin lại ngọt chết rồi đâu. Chỉ có anh thả thì bỏ vô, ok. Bỏ vô đi cho thôi xin. Chứ còn mà em cỡ em thả bao nhiêu cho đủ. Thầy chỉ thích chị Bila. Thầy đâu thích bánh mèo đâu. Đúng thầy. Thầy thích Bila đúng không? Nala đó. Nói mình tôi không thể yêu hết được. Phục vụ không nổi. Phục vụ không nổi, phục vụ gì? Hay phục vụ gì mà không nổi? Bưng nước rồi chú uống đó. Không thể nào mà bê cơm bơ rót nước hết cho. Phục vụ về vấn đề gì này? Trời ơi, cấm phụ đi ngồi nói chuyện hoài. Còn Tina giờ bấm bấm chọc chọc kia hoài á. Bà đuôi nó về đi con. Này thấy không? Thầy ơi, con dợp hết tay ra mà.